Còn nhớ đó là mùa Valumtung 12 năm trước, đây chính là thời gian mà loài chó động được tìm bạn tình. Nhưng cu chó thì vẫn cô đơn, trong lòng nó lúc nào cũng khao khát có một tình yêu như trong chuyện cổ tích. Chỉ cần nữ thần ra nước là cu chó sẵn sàng cung cấp giấy miễn phí. Khoảnh khắc đôi bàn tay chạm vào nhau, nó thậm chí còn đã nghĩ về tên đứa con của hai đứa. Mơ ước về tương lai một thúc liều vàng, hai trái tim chanh. Ôi baby, anh sẵn sàng hiến cả trái tim này cho nàng. Sáng hôm đó, cu chó lại tìm gặp Na ở nơi kín đáo để tiếp tục tỏ tình, nhưng thứ nhận lại vẫn chỉ là sự phũ phàng. Lúc đó tôi cứ nghĩ cu chó đối với Na chỉ là muốn xã giao qua đường để duy trì nòi giống thôi. Không ngờ vào lần đó, nó tình cờ gặp tôi và Na đang âu yếm thì như sét đánh ngang tai, hoàn toàn mất đi ý nghĩa cuộc đời. Cả ngày không ăn hạt cơm nào, bật chế độ sống thực vật. Chẳng lẽ mình mãi mãi không thể tìm được chân ái hay sao? Trong những lúc thế này, tôi tất nhiên không thể bỏ mặc người anh em của mình được. Tôi tới nhà an ủi cu chó. Sao mày ngu thế nhỉ, ngoài đời không thành công thì tìm tình yêu trên mạng. Thế là kể từ ngày hôm đó, nó vẫn không thèm ăn cơm, sống thực vật vì tương tư một cô gái, nhưng lần này là ở trên mạng. Nụ cười của cô ấy làm trái tim cu chó không ngừng dạo dực và có vẻ nàng cũng rất thích nó. Tâm đầu ý hợp như thế này thì sao không cưới luôn nhỉ? Cu chó liền bắt cóc được lão đưa tới, làm chứng nhân cho tình yêu vạn kiếp không phai của hai đứa. Cùng nhau tưới nước cức cho hoa, cùng nhau cho thú cưng ăn. Chỉ mong kiếp này sẽ mãi phong lưu, cho dù vật đổi sao rời thì đôi lứa cũng không bao giờ xa cách. Nhưng tất nhiên, mấy thứ đó vẫn chỉ là ở trên mạng. Bởi vậy nên cu chó luôn muốn gặp cô ấy ngoài hoang dã. Không ngờ nữ thần nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Nói rằng mình cũng chờ ngày đó từ lâu lắm rồi, liền đồng ý ngay. Để có thể nhận ra nhau, hai người quyết định lấy mật danh. Ta là cu cát bao công, nói không xem chùa. Ta là cu cát thanh thiên, bấm like như điên. Tôi muốn có tình yêu như trong cổ tích. Hóa ra cô ấy cũng ở khá gần đây, có lẽ nào chính là duyên trời định. Thử tưởng tượng vào một ngày đẹp trời, đi dạo trong công viên cũng tìm được tình yêu của đời mình thì còn gì hạnh phúc hơn. Chẳng mấy chốc mà đã tới ngày hẹn, cu chó vì quá phấn khích nên đã cưỡi heo tới từ sớm. Lần đầu gặp mặt, không thể để vẻ đẹp trai của mình làm cô ấy sốc được. Chẳng qua bản thân không muốn tỏa sáng chứ nếu đã tỏa sáng thì Na cũng khó thoát được lưới tình. Đang đắm chìm trong cơn ảo giác thì nó vô tình nhìn thấy ba ở sạp hàng hoa. Hình như ổng đang thương lượng hay giảng hòa gì đó. Anh bạn à? Cú chó liền chui vào cái thùng rác gần đó nghe ngóng. Lẽ nào ba mua hoa là để tặng cho nhân tình? Nghĩ vậy, nó liền rút điện thoại ra rồi gọi báo cho mẹ. Mẹ cu chó lúc này đang chuẩn bị tới công chuyện thì nhận được cuộc gọi, vô cùng tức giận mà lao ra khỏi nhà hàng xóm. Huy động tất cả anh em dòng họ, ầm ầm lao tới công viên. Tới nơi, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng tìm ra thằng chồng, đúng là đang ngoại tình, nhưng mà là chơi gay. Mẹ nó thấy vậy, dù có hơi bất thường nhưng mất công ra rồi chẳng lẽ lại đi về. Hét lên một tiếng, bắt đầu phát động chiến dịch đánh ghen. Ba cu chó cũng cảm thấy nguy hiểm, liền vứt nhân tình xuống, định quay lưng bỏ chạy thì không hiểu sao lại ngã vập ngã vụi, răng đập vào mặt thằng con đang trốn trong thùng rác. Bà vợ thấy vậy, liền tiến tới và cho ba nó hai phát. Hẹn gặp ông trong quan tài nhé. Ba cu chó bị đám người nhà vợ lao vào lên gối, củi trò vô cùng hăng say, ông cũng đã cố chống cự. Nhưng vì hai ngày nay đã nhịn ăn để có tiền mua hoa rồi nên bây giờ một chút sức lực cũng chẳng còn. Rất nhanh đã bị đám người trói lại, chuẩn bị đem đi thui. Bà nó hét lên, thả tao ra, tao còn phải gặp nam thần của đời mình. Hai chúng ta đã từng thề non hẹn biển mà, anh đâu rồi, mau tới cứu em, mau tới cứu em. Trong sự tuyệt vọng, ông gào lên đầy đau đớn. Tôi muốn có tình yêu như trong cổ tích. Tôi muốn có tình yêu như trong cổ tích. Tôi muốn có tình yêu như trong cổ tích. Sự im lặng bao trùm, tiếng ba nó vang vọng cả núi rừng nhưng vẫn không ai trả lời. Ra vậy, tất cả chỉ là một giấc mơ. Khoan đã, có phải là nàng, cu cát mọc lông, à lộn cu cát bao công không? Hả? Vậy ra mày là cu cát thanh thiên, bấm like như điên sao? Nó gật đầu. Hóa ra nữ thần của tôi bấy lâu nay lại là ba. Tôi đã làm nên tội tình gì mà lại không thể có tình yêu như trong cổ tích? Tại sao mày muốn gì được nấy còn tao thì không? Mày muốn biết bí mật đến thế sao? Vậy thì hãy đăng ký ngay kênh Gấu Hài Hước Official, bấm like tất cả các video rồi viết ra những mong muốn, ước mơ của mình ở dưới phần bình luận để được tăng 10 lần cơ hội thành công nhé. Duy nhất hôm nay.